Mến chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con Amply, có model là Luckman L540. Đây là dòng Amply, dòng chữ ký rất nổi tiếng của hãng Luckman Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm thay xước màu gold, màu vàng, rất đẹp mắt, rất sang động. Máy mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc, mặt nấm tất cả các cạnh nè, các bạn nhìn nè, rất sáng, rất mới, rất đẹp. Như video cách đây 7 ngày và 10 ngày mình cũng có đăng hai con và hai con đó mình đã bán. Đây là con cuối cùng trong nhân dịp Tết Nguyên Đán về, mình mới về cập bến ngày hôm nay nghe các bạn. Dòng Luckman chữ ký L540 nằm trong phân khúc là dòng Amply cao cấp của hãng, được sản xuất vào năm 1989 với giá xuất xưởng 240.000 yên, made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất là 300W. Các bạn có thể đánh được hai cặp loa A, B, A cộng B. Tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc, phù hợp loa có trợ kháng từ 4 tới 16 ohm. Đây là dòng Amply có chức năng chạy lát A và lát AB. Khi các bạn bật volume từ 0 giờ tới 9 giờ theo chiều kim đồng hồ đó, đây nè các bạn, là máy khi đó sẽ chạy lát A. Lát A công suất ra, nếu loa của các bạn có trợ kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 15W. Và khi các bạn bật từ 9 giờ trở lên trên á, theo chiều kim đồng hồ, khi đó máy sẽ tự động chuyển qua lát AB. Lát AB thì khi đó công suất ra mỗi loa là 100W một loa, dành cho loa 8 ohm nghe các bạn, rất là lớn. Nên các bạn có thể ghép được những dòng loa cao bass từ 30cm thậm chí 40cm thì dòng Luckman L540 đã rất tốt. Chất âm của dòng Luckman L540 tiếng bass rất mềm sâu, mid chép sáng chi tiết ngọt ngào. Khi các bạn nghe lát A cho là từ 0 giờ tới 9 giờ theo chiều kim đồng hồ, tức là 1/4 công suất á, thì chất âm nó rất mềm mại chi tiết. Các bạn nghe càng nóng càng hay, càng nóng càng máy càng chạy ngọt ngào, chi tiết quyến rũ nghe các bạn. Máy mình về bao gồm một cái catalog, là các bạn có thể tham khảo các spec của nó, cũng có nhiều bạn yêu cầu mình up spec. Nhưng mà spec này có rất nhiều trang, chủ yếu là mình cho các bạn xem trang cuối cùng thôi. Đây, 100W dành cho loa 8 ohm nếu chạy lát AB và 15W dành cho loa 8 ohm khi các bạn chạy lát A. Rồi, tất cả các ngõ vào phono, CD, thinner, line, line 1, line 2. Và dòng này có kích thước chiều ngang là 43,8cm, cao 17,6cm và hậu sâu là 47,6cm và máy nặng 24kg. Dòng này IC 100V và có công suất là 300W nha các bạn, rất lớn ha. Rồi, nắp của nó là không chạy xước, không cứng móp, tất cả còn nguyên zin nguyên bản, rất đẹp luôn các bạn. Hàng đấu giá về nghe các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Rồi các bạn nhìn volume cầm rất chắc tay, có một cái khứa phía trước này các bạn rất dễ nhìn. Dòng này nó không có chỉnh bass treble nhưng có một cái tone compensator, các bạn tăng treble này. Đó, ở trong nó tích hợp một cái equalizer nghe bạn, rồi giảm này, tăng bass đó các bạn, và giảm treble, ngược lại tăng treble giảm bass, rất rõ ràng ha, giống như một cái mình chỉnh bass treble bình thường vậy đó các bạn. Nhưng mà nó rất thuận tiện, nó chỉ có một nút xoay thôi, ở đây ba lăng phải trái, rất cân bằng ha. Ngõ vào có CD, MMMC là hai loại kim âm bể thang, thinner và ba lăng. Các bạn nhìn cái chữ nghĩa nấm nút còn sáng, bên này có line 1, line 2. Khi các bạn kết nối ngõ tép 1, 2, 3 thì các bạn bật monitor cho mình ha. Đây có tép 3, tép 2, tép 1, tất cả có đèn. À, khi các bạn sử dụng những ngõ RCA thông thường thì các bạn tắt monitor. Hiện tại mình đang kết nối ngõ CD. Rồi, rất đẹp ha. Ở đây đường monitor, đường signal processor là khi các bạn sử dụng Amply này giống cục đại công suất, nó không phải phần rè ha. Các bạn nghe direct rồi nhả ra. Rồi, mình mời các bạn xem tổng thể mặt sau nghe các bạn, rút dây ra cho các bạn. Rồi các bạn nhìn tổng thể mặt sau con này nè các bạn, còn rất sáng rất mới các bạn, thấy không, không có điểm chê luôn bạn. Đó, rất đẹp các bạn. Con này là con mới nhất trong lô hàng về vừa rồi nghe các bạn. À, ở đây là đường CD thinner line 1, line 2.
đường tép 1, tép 2, tép 3 red light ha. Ở đây đừng có MEMC dầm cho cái bàn thang để tiếp mát. Các bạn nhìn cổng ba lăng này rất sáng nè ha. Ở đây đường signal out thì các bạn thể gắn sub hoặc các bạn đưa vào một âm ly khác, khi đó âm ly này như một cái rệp. Các bạn đưa tín hiệu vào cái đường reception in thì khi đó âm ly này giống cục đại công suất ha. Thông tin Luckman Corporation Tokyo Japan, dòng này được sản xuất tại Nhật nghe các bạn. Số series 1955, IC 100V và 300W, đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trực kháng từ 4 tới 6 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trực kháng từ 8 tới 6 ohm. Dây nguồn zin và dây nguồn dính còn rất mềm rất to nghe bạn. Ở trên cùng nó có một cái light phase sensor. Khi các bạn cắm vào cầu điện, các bạn rờ tay đây, đèn tắt là đúng nghe các bạn. Nếu các bạn cắm vào ổ điện mà bạn rờ đây đèn đỏ thì các bạn trở cầu điện lại cho mình. Tác dụng của light phase sensor là thứ nhất là bảo vệ máy, thứ hai là làm cho chất âm trong trẻo hơn nghe các bạn, rất đẹp đúng không các bạn. Rồi để mình nối dây lại cho các bạn nghe. Nắp của nó là không có vết trầy xước nha các bạn. Úp lưng của nó còn rất đẹp các bạn. Rồi. Dòng này các bạn mua về nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng. Ở cao tiết hòa tấu rất hay nghe các bạn. Bên cạnh đó cái dòng Luckman L540 này rất là dễ ghép loa. Đặc trị của những dòng loa JBL, Pioneer, những dòng loa khó đánh nghe các bạn. Các bạn cũng có thể ghép những dòng loa Nhật, Mỹ, những dòng loa có bass 30cm, thậm chí 40cm đánh rất tốt nghe các bạn. Sau đây mời các bạn nghe một đoạn nhạc thưởng thức về chất âm dòng Luckman L540 mình mới về nghe các bạn. Zin đẹp xuất sắc luôn các bạn. Rồi sau đây mời các bạn xem nội thất. Nhìn vào tổng thể nội thất là các bạn sẽ thấy một tăng phô này các bạn rất mới, và chữ Luckman ha. Đó, các bạn nhìn ngóc ngách con này, sườn sắt con này là không có điểm chê luôn bạn, rất sáng các bạn. Đó, mới hay không, các bạn nhìn sườn sắt là biết, và những cái miếng sắt phía dưới là trắng phao luôn các bạn. Đó, tăng phô rất là khủng luôn. Hai tù lọc nguồn 63V và 18.000 microfarad rất là lớn. Nó có một miếng đồng là nhóm chống nhiễu, và những tụ lớn đều có những miếng đồng chống nhiễu nghe các bạn. Qua mặt công suất bên phải bên trái có hai diode ha. Đó, xanh đen. Dòng này là tản giải nhiệt bằng ống dầu, tương ứng tản giải nhiệt bên phải và bên trái. Đó, tương ứng qua mặt công suất bên phải nằm trên, qua mặt công suất bên trái nằm dưới. Mỗi qua mặt công suất các bạn sẽ 4 diode là tương ứng 4 sò này. Đó. Và phía dưới cũng có 4 sò. Đó, đặc trưng của dòng Luckman L540 là chạy sò than, danh tiếng của hãng Luckman nghe các bạn. Sò than tổng cộng 8 sò than rất đẹp, tất cả còn nguyên zin bản. Các bạn nhìn cái dạ tản giải nhiệt bằng lá nhôm nghe bạn. Ở đây là bo mạch tín hiệu phần rề nằm trong đây, tín hiệu đầu vào các bạn nhìn miếng đồng sáng bưng luôn, bo mạch công suất đầu ra. Đó, rất mới rất sáng luôn các bạn. Đây là dòng âm ly rất nổi tiếng của hãng Luckman. Nó là bậc đàn em của dòng Luckman 570, nhưng mà nó không hề thua kém. Vì nó thứ nhất là công suất lớn hơn, lên tới 300W. Cái thứ nhất, cái hai là nó có thể đánh được hai cặp loa AB riêng biệt nghe các bạn, hoặc cùng lúc. Wow, rất là đáng chơi. Chất âm của dòng này rất là trong trẻo mượt mà nghe các bạn, tiếng bass rất mềm sâu. Phù hợp nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng, những dòng nhạc mà có tiết tấu du dương á các bạn, nó đánh rất là hay luôn bạn. Bên cạnh đó các bạn chơi những dòng nhạc tiết tấu sôi động nó cũng thể hiện rất tốt các bạn. Rồi sau đây mời các bạn nghe một đoạn nhạc ngắn. Thank you.
Rồi, rất cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo đến các bạn con âm ly có model là Luckman L540 mình về tình trạng nguyên sinh nguyên bản, đẹp xuất sắc nha các bạn. Nội thất con này là bạn nhìn là phải chê luôn, rất mới, rất sáng, rất bóng, sườn sắt mã đồng các bạn nhìn là biết độ mới rồi, rất là đẹp. Máy bán ra mình cam kết nguyên sinh nguyên bản và vẫn bảo hành 3 tháng nên các bạn an tâm mua về ngay trưng bày sử dụng. Với giá rất tốt chỉ là 15.900.000 đồng, mình bao ship toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.